Sau khi em về, từ BBF về thì bố mẹ em cũng động viên em là không phải buồn. Nếu mà thích thì bố mẹ lại cho đi tiếp. Thì em đam mê quá, đam mê quá. Về nhà được mấy hôm là không có bóng, không có bóng đá là khó chịu. Thế em quyết định xuống Hà Nội. Có một lần người cô ấy quen một thầy ở dưới Hà Nội nên dẫn em xuống thử. Em tập một hôm là thầy nhận rồi. Còn em tập ở đấy khoảng em không nhớ rõ là mấy năm, nhưng mà xong là chuyển giao sang tin thì Đức cũng khá ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều và cho em nhiều cơ hội từ lúc em lên với thầy. Một thời gian em buồn chán nhưng mà có thầy động viên và thầy cho cơ hội thì em nắm bắt cơ hội và thấy cũng là một phần may mắn và sự nỗ lực của mình. Lứa trẻ là đợt đấy là em ít được đá nên chưa được gọi lên. Hai năm gần đây thì em được đá nhiều giải hạng nhất và V-League nên thầy Bắc trao cơ hội cho em. Em thấy khá là vui và có một chút bỡ ngỡ mà vui nhiều hơn. Vì lên đây là em được chơi một vị trí khác nên em hơi bỡ ngỡ, nên được thầy chỉ dạy, tận tình chỉ dạy. Thầy chỉ bảo là tự tin lên rồi, tự tin lên. Sau 10 ngày em thấy em học hỏi được rất nhiều từ sự chuyên nghiệp của các thầy và của các bạn. Thực ra là ai cũng muốn làm đời cầu thủ. Em sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu tốt ở câu lạc bộ để được một lần nữa được thầy Bắc. We'll be right back.